những đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử Man United. Là một trong những câu lạc bộ có truyền thống và lịch sử lớn nhất thế giới, Quỷ Đỏ sở hữu rất nhiều huyền thoại bóng đá. Sau đây là những đội trưởng vĩ đại nhất của MU trong lịch sử. Harry Stubb, đội trưởng MU trong giai đoạn 1896-1903. Chắc chắn không phải là người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cổ động viên Man United. Và thực chất hậu vệ Harry Stafford cũng chẳng được đánh giá quá cao trên sân cỏ. Tuy nhiên, ông chính là người đội trưởng trong giai đoạn hỗn loạn của MU khi đó, vẫn còn mang tên là Newton Howe và đối mặt với nguy cơ phá sản. Ban đầu, ông định bán chú chó thuộc giống Sam Bernard có tên là Mazo của mình để quyên góp cho câu lạc bộ. Nhưng con chó đã bỏ trốn và tìm đến vị chủ mới John Henry Davy, người tình cờ là một doanh nhân giàu có và đang sở hữu nhà máy bia Manchester. Trong lúc đi tìm chó, Stafford nói với Davy về tình hình tài chính của câu lạc bộ và được giúp đỡ. Bản thân ông cũng đóng góp 200 bảng cho câu lạc bộ và đã quay lại sự nghiệp cầu thủ để chi trả khoản hóa đơn. Đó là lý do ông trở thành một trong những đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Bởi nếu không có Harry Stafford, sẽ không có Manchester United của ngày hôm nay. Roger Burn, 1955-1958. Các fan Quỷ Đỏ từng nghe định nghĩa những đứa trẻ của Matt Busby. Điều đó có nghĩa đội trưởng của thế hệ này chắc chắn không phải dạng vừa. Đó là hậu vệ cánh trái Roger Burn. Dù thuận chân phải nhưng Burn vẫn đảm nhiệm tốt vai trò trên sân của mình và có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Không hẳn là một cầu thủ quá xuất sắc nhưng Burn có khả năng truyền cảm hứng cho các đồng đội chiến đấu hơn 100% sức lực. Ông là một nhà lãnh đạo bẩm sinh và cho dù đã qua đời ở tuổi 28 trong thảm họa Munich, Roger Burn là một trong những đội trưởng huyền thoại của Quỷ Đỏ. Sir Bobby Charlton, 1967-1973. 10 năm sau thảm họa Munich, Man United đã lọt vào trận chung kết cúp châu Âu trước Benfica với thủ lĩnh của họ là Sir Bobby Charlton. Trong khoảng thời gian khó khăn này, MU thường xuyên phải chiến đấu với những cuộc chiến xuống hạng hơn là cạnh tranh những danh hiệu. Và cho dù trong hoàn cảnh nào, Sir Bobby vẫn thể hiện được tinh thần cũng như truyền thống của câu lạc bộ. Ông ghi tổng cộng 249 bàn thắng và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử MU trước khi bị Rooney vượt qua. Hiện nay, ông vẫn làm việc trong hội đồng quản trị MU và là đại sứ toàn cầu của đội. Brian Robson, 1982-1994. Với biệt danh Captain Marvel 12 năm, bà được xem là đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Gia nhập MU vào năm 1981 với mức phí 1,5 triệu bảng. Robson là ngọn hải đăng dẫn lối cho câu lạc bộ trong thời kỳ đối thủ truyền kiếp Liverpool vẫn đang làm mưa làm gió. Đỉnh cao chói lọi của Robson chắc chắn là chức vô địch năm 1992-1993, mùa giải Premier League được đổi tên và thay đổi thể thức. Bản thân Sir Alex Ferguson đã khẳng định Robson có tầm ảnh hưởng trên sân lớn hơn bất cứ cầu thủ nào, thậm chí việc MU thắng hay bại phụ thuộc phần lớn vào việc Robson có thi đấu hay không. Là cái tên giúp đội bóng mở ra kỷ nguyên thống trị nước Anh sau này, Robson xứng đáng với mọi lời ca ngợi và như fan Quỷ Đỏ thường nói, MU có rất nhiều đội trưởng tuyệt vời nhưng chỉ có một Captain Marvel. Steve Brooke, 1994-1996. Sau thời của Robson, huấn luyện viên Ferguson đã trao chiếc băng đội trưởng cho trung vệ Steve Brooke, người gia nhập câu lạc bộ từ năm 1987. Ông là một thủ lĩnh bẩm sinh và là người dễ mến trong phòng thay đồ, một đội trưởng thật sự đáng tin cậy. Brooke xuất sắc ở khả năng không chiến, hợp với Gary Pallister trở thành cặp trung vệ nổi tiếng của MU. Ông là người ghi cú đúp trước Sheffield Wednesday, giúp MU vô địch Premier League năm 1992-1993, mở ra kỷ nguyên mới. Hiện nay Steve Brooke làm công tác huấn luyện dẫn dắt một số câu lạc bộ của giải Ngoại hạng Anh và hiện giờ là Newcastle. Eric Cantona, 1996-1997. Năm 1992, Ferguson thực hiện bản hợp đồng chuyển nhượng tuyệt vời khi chiêu mộ Eric Cantona từ Leeds United. Ông có lẽ là bản hợp đồng chất lượng nhất mà Sir Alex từng thực hiện. Đến nay, người hâm mộ vẫn sởn gai ốc với bàn thắng tuyệt vời của màn ăn mừng dựng đứng cổ áo của King Eric. Trong 5 năm khoác áo Man United, Cantona ghi được 82 bàn và được bổ nhiệm làm đội trưởng sau sự ra đi của Steve Brooke ngay mùa giải 1996-1997. Ông dẫn dắt MU tới chức vô địch và ngay lập tức giải nghệ để lại di sản lâu đời cho nhà hát của những giấc mơ. Roy Keane, 1997-2005. Biệt danh Captain Fantastic đủ nói lên tầm ảnh hưởng cực lớn của tiền vệ này. Roy Keane thể hiện tinh thần chiến đấu cao và là ngọn lửa bất diệt của tinh thần Man United. Anh là mẫu cầu thủ không nghĩ đến lần thứ hai trước khi trao thể xác, trái tim và linh hồn cho đội bóng.
khoác áo MU 10 năm và làm đội trưởng 8 mùa giải. Tiếc nuối duy nhất của King có lẽ là không được góp mặt trong trận chung kết Cúp C1 năm 1999. Dù vậy, ông là người giúp MU ngược dòng thần thánh trước Juventus ở vòng bán kết khi áp đảo hàng tiền vệ với những Edgar Davids, Didier Deschamps và Zinedine Zidane. Gary Neville 2005-2011. Sau thời Roy Keane, Gary Neville được trao vai trò thủ lĩnh bởi sự cống hiến và bền bỉ trên sân, chứ không phải mẫu biết nâng cao tinh thần đội bóng. Anh cùng David Beckham hợp thành cặp bài trùng nơi hành lang cánh phải. Sau khi giải nghệ, Neville chuyển sang công tác bình luận cho Sky Sports và từng huấn luyện Valencia nhưng không thành công. Anh vẫn rất quan tâm tới tình hình hiện tại của MU, được coi là Mr. United vì tình yêu với câu lạc bộ. Nemanja Vidić 2011-2014. Được huấn luyện viên Ferguson đưa về trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2006, Vidić từng bước trở thành hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự, kết hợp với Rio Ferdinand trở thành cặp trung vệ xuất sắc bậc nhất lịch sử câu lạc bộ với đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2007-2008. Luôn ra sân với tinh thần chiến đấu rực lửa, sẵn sàng đổ máu trong những pha ngăn chặn đối phương và lợi hại ở khả năng không chiến. Nemanja Vidić là một trong những đội trưởng xuất sắc nhất của MU. Wayne Rooney 2014-2017. Sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, MU không còn là nơi thu hút những ngôi sao và Wayne Rooney trở thành cái tên cuối cùng của thế hệ vàng cùng Michael Carrick. Điều đó giúp gã Stretch trở thành đội trưởng chính thức của đội bóng dưới sự huấn luyện của ba huấn luyện viên David Moyes, Luis Van Gaal và Jose Mourinho. Trong mùa giải cuối cùng khoác áo quỷ đỏ, Rooney rốt cuộc cũng phá kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Sau đó anh quay trở lại Everton và rồi chuyển sang Mỹ thi đấu.